Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 48. Phẩm vẻ đẹp quang minh công đức của Như Lai, thứ 35. Bấy giờ Đức Thế Tôn Bảo Bồ Tát bảo thủ rằng Phật tử Như Lai ứng tránh đẳng giác có vẻ đẹp tên là Viên Mãn Vương, trong vẻ đẹp đó phóng ra Đại Quang Minh tên là Xí Thạnh, có 700 vạn A Tăng Kỳ Quang Minh làm quyến thuộc. Phật tử khi ta làm Bồ Tát ở tại cung trời đâu xuất, phóng Đại Quang Minh tên là Quang Tràng Vương, chiếu đến các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật trong các thế giới đó, chúng sinh trong địa ngục gặp được quang minh đó thì các khổ được tiêu trừ, đắc được mười thứ mắt thanh tịnh, tai mũi lưỡi thân ý cũng lạ như thế, đều sinh tâm hoan hỉ, nhảy nhót vui mừng. Từ địa ngục chết đi, họ được sinh về cõi trời đâu xuất. Trên cõi trời này có cái trống tên là thậm khả ái lạc. Chúng sinh được sinh về cõi trời này rồi, cái trống đó tự phát ra âm thanh mà bảo họ rằng các thiên tử, các ông tâm đừng phóng giật, ở chỗ như lai gieo trồng các căn lành do thủa xưa các ông đã gần vui thiện tri thức nhờ đại oai thần lực của tỳ lô giá na khi các ông chết đi được sinh về cõi trời này phật tử bánh xe ngàn cam dưới chân bồ tát tên là quang minh phổ chiếu vương có vẻ đẹp tên là viên mãn vương thường phóng bốn mươi thứ quang minh trong đó có một quang minh tên là thanh tịnh công đức chiếu đến các thế giới nhiều như số hạt bụi ức na do tha cõi Phật, tùy các chúng sinh đủ thứ nghiệp hạnh, đủ thứ dục lạc đều khiến cho thành thục. Chúng sinh địa ngục A Tỳ rất khổ, ai gặp được quang minh đó thảy đều khiến cho họ khi chết đi thì được sinh về cõi trời đâu xuất. Được sinh về cõi trời rồi, nghe tiếng trống trời nói rằng, lành thay lành thay các thiên tử tỷ lô giá na bồ tát đã nhập vào tam muội ly cấu các ông nên kính lễ bấy giờ các thiên tử nghe tiếng trống trời khuyên dạy như vậy đều sinh tâm niệm như vậy kỳ lạ ít có do nguyên nhân gì mà trống trời phát ra tiếng vi diệu này lúc đó trống trời bảo các thiên tử rằng tôi phát ra tiếng là do sức các căn lành mà thành tựu các thiên tử như tôi nói tôi mà chẳng chấp trước cái tôi chẳng chấp trước của tôi tất cả chư phật cũng lạ như thế tự nói là phật mà chẳng chấp trước cái tôi chẳng chấp trước của tôi các thiên tử như tiếng của tôi chẳng phải từ phương đông đến chẳng từ phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới đến nghiệp báo thành phật cũng lạ như thế chẳng phải từ mười phương đến các thiên tử ví như các ông xưa ở trong địa ngục địa ngục và thân chẳng từ mười phương đến nhưng do các ông điên đảo tạo nghiệp ác ngu si trói buộc nên sinh thân địa ngục đây không có gốc rễ không có nơi đến